Chúng ta của 8 năm sau, Nguyệt bị giang hồ đến vòi tiền, xếp Giang ra tay bảo vệ. Kẻ gây ra nghiệp là Tùng, nhưng giờ đây cũng khiến cho Nguyệt phải vạ lây gánh chịu. Tiểu Tam Anh Thu kia là một phường lừa đảo. Khi tống tiền Tùng mà Tùng chưa chịu lé tiền ra, ả ta đã cho người đến căn nhà trọ của Nguyệt để uy hiếp đe dọa, hòng cho Tùng sớm phải nộp tiền. Và chính lúc này, khi mà đám giang hồ hung hồ đến, thì xếp Giang đã xuất hiện bảo vệ che chở cho Nguyệt và bé Cam. Dính vào nhục dục, hoan thú dâm loạn, Tùng giờ đây đâu có thể dễ dàng phủi tay là được. Anh Thu đã lén quay lại những đoạn clip khi cả hai ân ái cùng nhau. Và ngay khi mà Tùng đứng hoảng loạn vì Nguyệt đòi ly hôn, thì ả ta đã xuất hiện dùng đoạn clip kia đe dọa Tùng và bắt Tùng phải đưa cho chúng 3 tỷ, còn không sẽ tung lên mạng. Trong lúc mà Tùng đứng rối bời không biết phải làm sao, chưa bán được nhà, bán được xe để nạp tiền cho bọn chúng, thì bọn chúng đã tìm tới nhà Nguyệt và bé Cam để uy hiếp, dọa dẫm, hòng bắt Tùng sớm phải lé tiền ra. Nghe tiếng cốc cốc, Nguyệt vừa mở cửa ra thì một đám đầu gấu đã đẩy cửa xông vào nhà. Các anh là ai? Vào đây làm gì? Tôi sẽ báo công an đấy. Mày giỏi thì mày báo đi. Một tên nắm lấy tay Cam khiến cho bé Cam khóc thét gọi mẹ. Thằng Tùng chồng mày đang nợ bọn này 3 tỷ chứ trả. Hôm nay bọn tao đến mày để lấy tiền. Tên đại ca gằn giọng trợn mắt lên. 3 tỷ? Chồng tôi thì liên quan gì đến tôi? Chúng tôi ly hôn rồi, Nguyệt nói. Bọn ta không biết, bọn mày là vợ chồng, con bé này có phải là con của thằng Tùng không? Nguyệt hốt hoảng chạy lại ôm lấy bé Cam. Nếu bọn mày không có đưa thì bọn tao xin con bé này, đoạn bọn chúng rằng lấy bé Cam. Không, tôi xin các anh, cháu nó không có tội gì cả. Tôi sẽ tìm cách đưa tiền cho các người. Không xin xỏ gì cả, bọn chúng tiếp tục rằng lấy bé Cam, khiến cho Cam khóc thét lên. Bốp, một cú đấm vào mặt tên kia, ngã loạn choạng xuống đất. Bọn mày là đàn ông mà đi ăn hiếp phụ nữ và trẻ em à? Mày là thằng nào? Tên kia thét lên, đoạn cả bọn quay lại nhìn nét mặt tên đầu đàn lắp bắp. Dạ anh ạ, bọn em chỉ đến để lấy nợ, chỉ hù con bé chút thôi ạ. Hù à? Đây là bạn của tao, cút. Cả đám lóp ngóp bỏ chạy ra ngoài, trong ánh mắt vừa sợ sệt vừa ngạc nhiên của cô giáo Nguyệt và bé Cam. Giang tiến lại ngồi xuống nhìn bé Cam và Nguyệt. Không sao đâu, có chú đây rồi, không ai dám làm hại cháu và mẹ đâu. Cảm ơn anh, nếu không có anh tôi không biết phải làm như thế nào cả. Sao anh lại qua đây? Nguyệt ngấn ngấn lệ. Tôi đi ngang qua, tranh thủ vào ghé thăm cô và bé Cam, không ngờ lại gặp chuyện này. Nào, ngồi dậy, kể cho tôi nghe đang có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ giúp cô. Thôi, đây là chuyện của gia đình tôi không dám phiền anh đâu ạ. Nguyệt cúi mặt xuống. Sao lại phiền? Cô là bạn của tôi, hơn nữa cô đã dạy dỗ bé Lan Nhi, con tôi thì tôi cũng phải có trách nhiệm với cô giáo khi gặp chuyện chứ. Giang cười hiền hòa khiến cho Nguyệt bật cười.